Quang Hùng và Bảo Trân kính chào quý vị khán giả của channel Quang Hùng Video. Bây giờ là 7 giờ thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2024. Quý vị đang đến với phần Evening News và sau đây là những bản tin nổi bật trong ngày. Thành phố Long Beach tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp sau khi 14 người mắc bệnh lao phổi. Người biểu tình và cảnh sát đụng độ trên đường phố tại thủ đô Washington thẩm phán trì hoãn vô thời hạn vụ án tài liệu mật của cựu tổng thống Trump. Hoa Kỳ treo thưởng 10 tỷ Mỹ Kim truy nã một công dân Nga. Vụ kiện trị giá 5, ,5 tỷ rưỡi Mỹ Kim với Visa và Mastercard. Và sau đây là những bản tin chi tiết được khởi đi từ Bảo Trần. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình này. Bác sĩ Anissa Davis Viên chức y tế của thành phố Long Beach, California, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào tuần trước, sau khi sở y tế của thành phố khám phá 14 trường hợp lao phổi tại một khách sạn. Cuộc bỏ phiếu của hội đồng thành phố vào tối thứ ba sẽ là sự chấp thuận cuối cùng cho tuyên bố này. Theo sở y tế, chín bệnh nhân bị lao phổi đã được đưa vào bệnh viện và một người đã tử vong tính đến thứ hai khoảng 175 người đã bị trong tình trạng lây nhiễm với bệnh lao do đợt bùng phát này. Trong một thông cáo báo chí vào tuần trước, Sở Y tế cho biết nhóm người có nguy cơ trong đợt bùng phát này gặp những trở ngại đáng kể trong việc chăm sóc sức khỏe, bao gồm tình trạng vô gia cư và không ổn định chỗ ở, bệnh tâm thần, sử dụng chất gây nghiện và các bệnh nền nghiêm trọng khác. Đợt bùng phát được báo cáo giữa lúc số ca bệnh lao trên toàn quốc tăng lên, kể từ năm 2020, sau 27 năm, các trường hợp bệnh lao đã giảm thiểu. Hoa Kỳ đã ghi nhận 9.615 ca nhiễm bệnh lao trong năm ngoái, tương đương với tăng 16% so với năm trước. Theo Sở Y tế Long Beach, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp thêm ngân sách tài trợ cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh lao phổi. Sở Y tế Long Beach đang cách ly những bệnh nhân có khả năng lây nhiễm, điều trị và cung cấp nhà ở tạm thời thực phẩm và vận chuyển khi cần thiết những người vô gia cư có nguy cơ mắc bệnh lao cao hơn nhiều vì lý do bao gồm sử dụng chất gây nghiện có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch và sống trong điều kiện đông đúc là nơi dễ lây lan hơn các vấn đề sức khỏe cơ bản như tiểu đường ung thư và hiv cũng làm cho việc chống lại nhiễm trùng lao trở nên khó khăn hơn Vi khuẩn gây ra bệnh lao có thể lây lan qua không khí khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Vi khuẩn lao thường nhắm vào phổi. Vì vậy, nhiều người nhiễm bệnh bị ho trong 3 tuần hoặc lâu hơn, đau ngực, ho ra máu hoặc có đờm. Hầu hết các trường hợp bệnh không liên quan đến một đợt bùng phát mà phát triển từ một trường hợp nhiễm trùng tiềm ẩn không bao giờ được sàng lọc, chẩn đoán hoặc điều trị. Có đến 13 triệu người ở Hoa Kỳ bị lao phổi tiềm ẩn, có nghĩa là vi khuẩn sống trong cơ thể mà không làm họ bệnh. Khoảng 5-10% trong số các trường hợp tiềm ẩn đó phát triển thành bệnh nếu không được điều trị. Điều trị cho bệnh lao phổi thường bao gồm việc uống trụ sinh ít nhất 6 tháng, mặc dù một số phương pháp trị liệu có thể kéo dài một năm hoặc lâu hơn. Trái đất vừa trải qua tháng nóng nhất từ trước đến nay khi Hoa Kỳ chuẩn bị cho một mùa hè nóng bức khắc nghiệt. Theo các nhà khoa học, trái đất được ghi nhận đã trải qua 11 tháng liên tiếp nóng nhất cũng là một dự báo về nhiệt độ khắc nghiệt cho mùa hè sắp tới. Theo báo cáo khí hậu hàng tháng của Dịch vụ Thay đổi Khí hậu châu Âu được công bố vào thứ Ba, tháng trước tiếp tục một chuỗi kéo dài các kỷ lục nhiệt độ toàn cầu cho hành tinh, sau khi nhiệt độ trong tháng 4 được ghi nhận là tháng nóng nhất từ trước đến nay. Báo cáo cho thấy tháng 4 năm 2024 có nhiệt độ trên bề mặt trái đất trung bình là 59.05 độ F, cao hơn 1.21 độ F so với mức trung bình của tháng 4 từ năm 1991 đến năm 2020. Từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, là khoảng thời gian 12 tháng nóng nhất được ghi nhận với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 2.90 độ F so với mức trung bình từ năm 1850 đến năm 1900. Báo cáo được đưa ra khi Hoa Kỳ chuẩn bị cho một mùa hè nóng bức khắc nghiệt. Dự báo mới nhất của Cơ quan Khí tượng và Đại dương Quốc gia cho các tháng mùa hè được công bố vào tháng 4 cho thấy nhiệt độ trung bình cao hơn mức trung bình cho phần lớn Hoa Kỳ từ tháng 6 đến tháng 8. Đợt nắng nóng đầu tiên của năm sẽ bắt đầu từ một số khu vực ở phía Nam, với nhiệt độ nóng bức dự kiến từ Texas đến Florida. Lần cuối cùng trái đất ghi nhận một năm mát hơn mức trung bình là vào năm 1976. Hiện tượng El Nino ở phía đông xích đạo Thái Bình Dương và khí thải nhà kính đã đóng góp vào chủ kỷ lục nhiệt độ toàn cầu mới. El Nino đã đạt đỉnh vào đầu năm và nhiệt độ mặt biển ở vùng nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương hiện đang trở lại điều kiện trung lập. Theo các nhà khoa học, mặc dù điều kiện El Nino đã giảm đi, nhưng hiệu ứng ấm lên được dự đoán sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng. Trong bản tin cập nhật liên quan đến một công nhân Hoa Kỳ bị bắt giữ ở Nga, quân đội Hoa Kỳ cho biết vào thứ Ba, rằng Gordon Black bị bắt ở Nga tuần trước và đang bị giam giữ tại một cơ sở tạm giam trước khi bị xét xử. Các báo cáo của Nga nói rằng anh ta sẽ bị giam giữ 2 tháng trong khi chờ điều tra. Quân đội xác nhận vào thứ ba rằng Black không xin phép cho chuyến đi Nga và Bộ Quốc phòng không cho phép những chuyến đi như vậy. Theo chính sách của ngũ giác đài, các quân nhân phải có sự chấp thuận cho mỗi chuyến đi quốc tế từ một viên chức điều hành an ninh hoặc chỉ huy và điều đó đã không được Black làm theo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến cáo mạnh mẽ công dân Hoa Kỳ không nên đi đến Nga với cuộc chiến ở Ukraine cùng các mối đe dọa liên tục đối với Hoa Kỳ và quân đội rất khó khăn để Gordon Black có thể được chấp thuận cho chuyến đi. Theo các viên chức Hoa Kỳ và cảnh sát Nga Sergeant Gordon Black đã bay đến via Vostok, một thành phố hải cảng ở Thái Bình Dương để gặp bạn gái. Chi nhánh khu vực của Bộ Nội vụ Nga trong một tuyên bố vào thứ ba cho biết Black và bạn gái đã xảy ra xung đột và cô đã báo cáo với cảnh sát cáo buộc rằng cô bị mất tiền mặt sau khi anh ta ở lại với cô. Tuyên bố cho biết Black đã bị bắt tại một khách sạn ở Vladivostok. Các báo cáo truyền thông nga trích dẫn Ilina Oliniva, phát ngôn viên của các tòa án Vladivostok, cho biết tòa án quận Povomarsky của thành phố vào thứ sáu đã ra lệnh giam giữ Black cho đến ngày 2 tháng 7. Black có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm nếu bị kết tội. Quân đội Hoa Kỳ cũng đang tiến hành điều tra hành chính về những gì đã xảy ra. Một bản tin đến từ Washington. Người biểu tình và cảnh sát đã đụng độ trên đường phố vào thứ Tư hôm qua, cảnh sát đã tiến hành dọn dẹp khuôn viên Đại học George Washington sau khi một nhóm người biểu tình rời khỏi hiện trường và diễn hành đến nhà của viện trưởng đại học gần đó. Gần hai tuần sau những hoạt động biểu tình phản đối cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas, các viên chức trường học đã cảnh báo trong một tuyên bố về khả năng đình chỉ học sinh tham gia vào các hoạt động biểu tình. Trong một tuyên bố, trường đại học cho biết, mặc dù trường đại học cam kết bảo vệ quyền tự do ngôn luận của sinh viên, nhưng hoạt động cắm trại đã phát triển thành một hoạt động bất hợp pháp với những người tham gia vi phạm trực tiếp nhiều chính sách của trường đại học và quy định của thành phố. Cảnh sát đã tiến vào trường khoảng 3 giờ sáng và ra lệnh giải tán. Cảnh sát cho phép những người muốn rời đi một cách ôn hòa và di chuyển đến góc đường số 21 và A Street. Cảnh sát trưởng Washington DC là Pamela Smith cho biết đã có 33 người bị bắt bị cáo buộc tấn công cảnh sát và nhập cảnh trái phép. Một số người biểu tình đã bị xịt hơi cây khi bị cảnh sát ngăn cản vào trại. Lực lượng thực thi pháp luật và người biểu tình đã có một cuộc đụng độ ngắn ngủi tại một vài dãy phố bên cạnh, nơi những người biểu tình cố gắng xông qua hàng rào xe đạp của cảnh sát. Vào thứ Ba hôm qua, phiên tòa của cựu Tổng thống Trump liên quan đến các tài liệu mật từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith đã được hoãn vô thời hạn. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 20 tháng 5, nhưng thẩm phán Eileen Cannon của United States District Court của khu vực South Florida đã quyết định hoãn lại. Đề cập đến các vấn đề chưa được giải quyết trong vụ án, bản chất nhạy cảm của đạo luật thủ tục thông tin mật gọi tắt là CIPA, cũng như việc một số luật sư của ông Trump hiện đang bào chữa cho ông trong vụ án tiền bịt miệng ở New York. Thẩm phán Kenyon tuyên bố, việc ấn định ngày xét xử cuối cùng vào thời điểm này sẽ là bất cẩn và không phù hợp với nghĩa vụ của tòa án trong việc xem xét đầy đủ và công bằng các hành động trước phiên tòa đang chờ giải quyết của tòa án, các vấn đề CIPA quan trọng và các chuẩn bị trước phiên tòa và tại phiên tòa cần thiết để trình bày vụ án này cho bộ thẩm đoàn. Thẩm phán Kenyon chưa quyết định một ngày mới, nên phiên tòa có thể sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử tháng 11. Ông Trump đã bị buộc tội từ cuộc điều tra của Smith về việc ông giữ tài liệu mật. Ông đã phủ nhận tất cả 37 tội danh hình sự từ cuộc điều tra của Smith, bao gồm giữ thông tin quốc phòng một cách cố ý, âm mô cản trở công lý và phát ngôn gian dối. Ông Trump cũng bị buộc thêm 3 tội danh trong bản cáo trạng từ cuộc điều tra một tội danh giữa thông tin quốc phòng một cách cố ý và hai tội danh cản trở thêm. Ông cũng đã phủ nhận các tội danh này. Tính đến thời điểm này, ông Trump đang liên quan đến bốn vụ án hình sự, gồm cả vụ án tại liệu mật. Hoa Kỳ treo thưởng 10 triệu Mỹ Kim và truy nã một công dân Nga đứng sau mã độc Lockbit theo cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một bồi thẩm đoàn liên bang ở New Jersey đã buộc tội Khorosev, 31 tuổi, là người phát triển mã độc Lockbit và âm mưu thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền nhắm vào các nạn nhân ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố phần thưởng trị giá lên đến 10 triệu Mỹ Kim cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án công dân này vì đã tham gia âm mưu tham gia hoặc cố gắng tham gia vào tội phạm mạng có tổ chức xuyên quốc gia với tư cách là thủ lĩnh của nhóm tin tặc mã độc tống tiền Clubbit. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cáo buộc Korosep đã phát triển và quản lý đường dây mạng độc hại này nhắm đến hơn 2.000 nạn nhân và thu về hơn 100 triệu Mỹ Kim tiền chuộc, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ Mỹ Kim trên toàn cầu. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Korosep đến từ Vodonek, thành phố của Nga cách cao khoảng 50 cây số về phía nam. Chính phủ Hoa Kỳ cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với Korosev, trong đó cấm bất kỳ ai giao dịch với tên này, vi phạm các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả việc trả tiền chuộc cho tinh tặc có thể bị phạt nặng và bị truy tố. Ngày 7 tháng 5, các nước Australia và Anh cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Korosev, một liên minh thực thi pháp luật do cơ quan tội phạm quốc gia anh dẫn đầu đã thông báo công dân nga này người đứng sau biệt danh lapisop là quản trị viên kim nhà phát triển lapis thứ trưởng bộ tài chính hoa kỳ phụ trách khủng bố và tình báo tài chính brian nelson cho biết hoa kỳ với sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác anh và australia sẽ tiếp tục bắt những cá nhân chịu trách nhiệm về các hoạt động gây rối và đe dọa này mời quý vị đến với phần tin địa phương Dallas Forward. Dallas tiến hành kế hoạch khuyến khích người dân chuyển đổi từ dụng cụ cắt cỏ chạy bằng xăng sang, sang điện. Các viên chức môi trường Dallas đang xem xét một chương trình mới trị giá 750.000 Mỹ Kim vào năm 2025 hoàn tiền cho người dân khi họ chuyển từ máy cắt cỏ chạy xăng, máy thổi lá và các dụng cụ làm vườn khác sang thiết bị chạy bằng pin hoặc điện. Hội đồng thành phố Dallas có thể bỏ phiếu sớm nhất là vào tháng 6 về việc có phê duyệt khuôn khổ chương trình khuyến khích tài chính hay không. Văn phòng Environmental Quality and Sustainability của thành phố vẫn đang xác định liệu chương trình cung cấp giảm giá, phiếu mua hàng hay hoàn tiền quay biêu điện có đòi hỏi bằng chứng mua thiết bị không sử dụng xăng để có thể nhận tiền hoàn lại hay không. Chương trình này phù hợp với cam kết của thành phố nhằm giảm khí thải carbon. Paul White, phó giám đốc bộ phận, cho các thành viên hội đồng thành phố biết trong cuộc họp của Ủy ban vào thứ hai rằng so với thiết bị điện, thiết bị chạy xăng phát thải lượng lớn chất ô nhiễm gây ra vấn đề về phẩm chất không khí, bụi và khí nhà kính. Do đó, việc chuyển sang thiết bị chạy điện sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe của dân chúng bằng cách giảm lượng phát thải có thể dẫn đến các vấn đề về đường hô hấp. Thành phố chuyển sang chương trình hoàn tiền vì một đạo luật mới của tiểu bang, ngăn cấm các thành phố hạn chế sử dụng động cơ dựa trên loại nhiên liệu sử dụng. Số tiền hoàn lại có thể từ 50 Mỹ Kim cho mỗi máy thổi lá, máy sánh cỏ và cưa xích, 100 Mỹ Kim cho máy cắt cỏ đẩy tay, và 200 Mỹ Kim cho máy cắt cỏ do người lái. Có thể có 25 Mỹ Kim được đề nghị cho việc chạy pin. Các viên chức cho biết họ đang tìm hiểu liệu thành phố có thể nhận được nguồn tài trợ liên bang nào để hỗ trợ cho chương trình trong tương lai hay không. Thành phố ước tính chi phí có thể lên đến hơn 20 triệu Mỹ Kim nếu tất cả các gia đình ở Dallas có thiết bị chạy xăng, muốn chuyển đổi sang thiết bị chạy điện bao gồm hơn 9 triệu mỹ kim cho những người chỉ muốn chuyển đổi máy cắt cỏ của họ. Thành phố ước tính 47% trong số hơn 200.000 gia đình của thành phố có máy cắt cỏ chạy xăng và có hơn 2.100 doanh nghiệp cắt cỏ ghi danh ở khu vực Dallas. Nếu hội đồng thành phố chấp thuận các kế hoạch cho chương trình, thành phố sẽ hợp tác với các cửa hàng bán lẻ hoàn thiện quy trình nộp đơn chọn nhà cung cấp cho chương trình và sẽ bắt đầu chiến dịch thông báo cho người dân về chương trình trước cuối năm nay. Một người đàn ông ở Phò Quốc bị kết án 31 năm tù vì bắn chết một nhân viên bảo trì chung cư. Một người đàn ông đã bắn chết một nhân viên bảo trì tại chung cư ở Phò Quốc bị kết án hơn 30 năm tù. Devin Smith đã chấp nhận một thỏa thuận nhận tội trong tuần này trong vụ giết Carlos Aybar, vào ngày 21 tháng 4 năm ngoái, Smith đã bắn chết Jaya, một nhân viên bảo trì tại Mark Apartment ở Fort Worth. Cảnh sát cho biết Smith đã tức giận và to tiếng với một nhân viên trong văn phòng vì sắp bị đuổi ra khỏi chung cư. Jaya đã can thiệp để giúp đỡ nhân viên trong cuộc tranh cãi. Smith đã rút súng và bắn ba nhiều phát, khiến anh này thiệt mạng. Gia đình nạn nhân đã được thông báo về thỏa thuận nhận tội cách đây khoảng một tuần. Jaya chết đi để lại một con trai 5 tuổi. Kẻ nổ súng tại trường trung học Timberville sắp sửa ra tòa trở lại vì các cáo buộc khác. Cựu học sinh trường trung học Timberville là Timothy Simkins, người đã bị tuyên án 12 năm tù sau khi nổ súng trong lớp học, sẽ quay trở lại tòa án để bị xét xử về các cáo buộc bổ sung liên quan đến vụ nổ súng tại trường học năm 2021. Simkins đã bị kết tội cố ý giết người không thành vì đã bắn vào The Chaos South Bay bên trong trường Timberview. Sau khi bị sao bay tấn công, sinh ra một cuộc ẩu đả trong lớp, Simkins đã rút súng từ thắt lưng và bắn sao bay nhiều phát. Sau khi ngã xuống sàn trong hành lang, sao bay đã bị bắn thêm hai lần. Sao bay và một học sinh khác cùng một giáo viên đã bị thương nhưng sống sót các công tố viên đã yêu cầu Simkins phải chịu án tù trung thân, trong khi đó phiếu bào chữa đã kêu gọi khoan hồng. Hồ sơ tòa án cho thấy Simkins một lần nữa đối mặt với các cáo buộc cố ý giết người không thành, tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm và mang vũ khí trái phép. Những cáo buộc này có thể liên quan đến một trong hai nạn nhân bị bắn. Việc chọn bởi thẩm đoàn dự kiến vào ngày 17 tháng 5 Phiên tòa xét xử dự kiến bắt đầu vào ngày 20 tháng 5. Hãng xe điện Dart bắt đầu thử nghiệm các tuyến đường Silver Line mới. Dart đã cho bắt đầu chạy thử các tuyến đường Silver Line mới lần đầu tiên vào cuối tuần. Bắt đầu từ Chủ nhật, các đường mới đã được thử nghiệm trên một số đoạn của Trinity Railway Express. Đã cho biết các chuyến đi sẽ di chuyển trên cùng tuyến đường như là TOE từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều vào các ngày chủ nhật trong vài tuần tới với các điểm dừng ngắn tại các ga để kiểm tra các nhân viên lái tàu cũng như hệ thống xe. Không có hành khách nào được phép lên tàu trong thời gian chạy thử. Mỗi toa có chỗ ngồi cho 235 hành khách, có chỗ để đồ trên cao và camera CCTV bên trong. Silver Line sẽ chạy giữa phi trường Dallas Forward và Silo Road ở Plano. Tuyến đường sắt dài 26 dặm sẽ đi qua Grapevine, Coppell, Dallas, Carrollton, Addison, Richardson và Plano. Đã cho biết hơn 60% dự án Silver Line đã hoàn thành và họ hy vọng sẽ có thể thử nghiệm các đoàn tàu trên các tuyến đường Silver Line vào cuối mùa hè này. các doanh nghiệp có đến cuối tháng 5 để có thể nộp đơn yêu cầu được hưởng một khoản tiền trong vụ giải quyết chống độc quyền trị giá 5 tỷ rưỡi Mỹ Kim với Visa và Mastercard. Khoản giải quyết này là một trong những khoản tiền lớn nhất trong lịch sử chống độc quyền của Hoa Kỳ, bắt nguồn từ vụ kiện năm 2005, cáo buộc các cơ sở thương mại phải trả lệ phí quá cao để nhận thẻ tín dụng Visa và Mastercard và rằng Visa và Mastercard cùng các ngân hàng của họ đã vi phạm các luật chống độc quyền. Bất kỳ doanh nghiệp nào đã nhận thẻ tín dụng hoặc thẻ debit của Visa hoặc Mastercard tại Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng Giêng năm 2004 đến ngày 25 tháng Giêng năm 2019 đều có thể đủ điều kiện nhận một phần của khoản giải quyết. Những chủ nhân của doanh nghiệp đã đóng cửa hoặc phá sản cũng có thể nộp đơn yêu cầu được hoàn tiền. Mitch Goldstone, giám đốc điều hành và chủ nhân của công ty ScanMyPhotos.com và là nguyên đơn chính trong vụ kiện, cho biết đã gặp khó khăn để thông báo cho các doanh nghiệp nhỏ để họ có thể nộp đơn trong vụ giải quyết này. Hạn chót để nộp đơn là ngày thứ Sáu, 31 tháng 5, năm 2024. Đơn yêu cầu có thể được nộp trên paymentcordsettlement.com và qua thư nếu công ty nhận mẫu đơn giấy. Chỉ những doanh nghiệp nộp đơn trước hạn chóp mới có thể nhận được tiền từ khoản giải quyết. Số tiền hoàn trả cho mỗi doanh nghiệp sẽ được tính toán sau khi tất cả các đơn được nộp và xác nhận. Khi cả thẻ, lệ phí được trả cho Visa, Mastercard và các công ty thẻ tín dụng khác để đổi lấy việc cho phép giao dịch, người bán cuối cùng sẽ chuyển những khoản lệ phí đó cho người tiêu dùng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ debit. Các khoản lệ phí được tính dưới dạng lệ phí cố định cộng với tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền bán hàng, thường vào khoảng 1-3%. đến 3%. Càng ngày, càng có nhiều doanh nghiệp nhỏ đã bắt đầu cho các bảng gần quầy thu ngân cảnh báo khách hàng rằng họ sẽ phải trả thêm tiền cho cùng một mặt hàng nếu họ không sử dụng tiền mặt. Bản tin cảnh báo lốc xoáy ban hành cho tối nay, tổ thứ tư tại Bắc Texas Cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành cho khu vực Đà Lạt Forward Metroplex và phía đông cho đến 10 giờ tối, với một số cơn bão rất mạnh được dự báo là sẽ xảy ra vào cuối ngày hôm nay. Mối đe dọa lớn nhất là mưa đá kích thước cỡ trái bóng chày kèm theo gió mạnh có thể gây hư hại cùng với cơ hội một cơn lốc xoáy. Những cơn mưa rải rác đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu khoảng 4 giờ chiều hôm nay. Các người dân trong vùng Đà Lạt Forward Metroplex nên cảnh giác với thời tiết từ khoảng 4 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Evening News hôm nay. Evening News được phát đi vào 7 giờ tối mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một buổi tối bình an và hạnh phúc bên gia đình chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình sau xin kính chào